Xin chào tất cả các em, chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của Học Văn Chị Hiên. Chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các em trong video lần này. Mới đây thì Học Văn Chị Hiên mới ra một ấn phẩm đặc biệt dành riêng cho học sinh lớp 10, tuyển tập 40 bài văn mẫu có chủ đề thức văn. Và đúng như cái tên của nó thì quyển sách của chúng ta bao gồm 40 đề văn mẫu. Và quyển sách của chúng ta dày 175 trang đã được mở bán trên tất cả các kênh truyền thông của Học Văn Chị Hiên. Toàn bộ tiến trình của dòng chảy văn học khởi phát từ văn học dân gian rồi trôi chảy cập bến đến văn học trung đại. Song thức văn cũng là khí giới đắc lực giúp em tạo dựng những ý tưởng thiết lập một bài văn của chính mình. Nếu như các em theo dõi ấn phẩm của Học Văn Chị Hiên từ lâu, chắc hẳn là các bạn đã rất là quen thuộc với những bộ ấn phẩm rất là đặc biệt và chỉnh chu như thế này. Và đây là bộ dành cho các bạn học sinh lớp 10, thước văn. Nhìn vào đây thì các bạn cũng có thể theo dõi thấy đây là Bình Ngô Đại Cáo, một áng thiên cổ hùng văn. Rồi chuyện cổ tích Tấm Cám mang theo khát vọng muôn đời của nhân dân. Truyền thuyết An Dương Vương bị Châu chặn thủy và còn có cả chuyện Kiều nữa. Với tất cả hình ảnh minh họa như thế này, chị mong rằng là các bạn sẽ có cảm hứng hơn trong việc học của mình. Thước văn gồm 40 đề xoay quanh và bám sát chương trình ngữ văn lớp 10 hiện hành, dựa vào sự quan trọng của từng dạng bài mà các em được học, 40 bài văn được phân chia thật là phù hợp, cụ thể như sau. Từ đề 1 đến đề 3 được viết ở dạng bài biểu cảm. Từ đề 4 đến đề 10 được viết ở dạng bài tự sự. Từ đề 11 đến đề 20 được viết ở dạng bài thuyết minh. Và 20 đề còn lại được tập trung vào dạng bài nghị luận văn học. Với dạng bài biểu cảm, tự sự, thuyết minh, sách đã bao quát tất cả các đề có trong bài viết số 1 và số 2 trên lớp của em, giúp em dễ dàng tham khảo, bám sát lộ trình trên lớp. Nhưng quan trọng hơn, cuốn tuyển tập này còn luôn có những đề mới. Nếu có thể lựa chọn một bài viết, chị tin sách sẽ không làm em thất vọng, bởi bài viết đó em sẽ chẳng thể gặp đâu trên mạng. Với dạng bài nghị luận văn học gồm 20 đề đã được tổng hợp toàn bộ kiến thức văn học trong chương trình lớp 10, các em cùng khám phá thế giới văn học dân gian với khúc hát sử thi đăm săn bên bếp lửa bập bùng, với thế giới thần tiên của những câu chuyện cổ tích mang theo khát vọng, hạnh phúc của nhân dân muôn đời, và đó còn là tiếng lòng muôn thuở của con người ký gửi trong từng lời ca, tiếng hát. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Kiến thức đầy đủ là vậy, song điều các em không thể bỏ qua trong cuốn tuyển tập này chính là văn phong của người viết. Mềm mại, uyển chuyển, thấm đẫm tình cảm và sự chân thành. Và chị biết điều đó các em đang thiếu và cần phải được trau dồi ngay. Mình cùng đọc và cảm nhận một chút nhé! Trên đất nước Việt Nam, dòng sông Bạch Đằng là nơi hội tụ sức mạnh và chiến công dân tộc, chảy nối các thế hệ, thời đại, trở thành biểu tượng tinh túy của non sông. Phải chăng vì lẽ ấy mà Chế Lan Viên phải thốt lên rằng trăm con sông đều muốn hóa Bạch Đằng, và trong lịch sử văn học cũng có một dòng thơ văn về Bạch Đằng, một dòng thơ văn mà không ít thi nhân từng quá giang một lần. Đó là Trần Minh Tông với Bạch Đằng Giang, Nguyễn Trãi với Bạch Đằng Hải Khẩu và Trương Hán Siêu cũng xin được một lần quá giang để mà vượt luồng to sóng cả với Bạch Đằng Giang Phú, một dòng thơ văn trở nặng tấm lòng yêu nước. Và mở bài trên được chuyện trích từ tuyển tập 40 bài văn mẫu ở đề số 29. Giữa một vườn hoa, tôi không mong mình sẽ là bông hoa đẹp nhất. Tôi mong mình là bông hoa tỏa hương thơm nhất, bởi hương thơm sẽ còn vương trên áo em, còn sắc đẹp sẽ phai tàn. Giữa những bài văn, tôi không mong bài văn của mình sẽ là bài văn đẹp nhất, chỉ mong đó sẽ là bài văn ý nghĩa nhất, bởi những cảm xúc và thông điệp từ những trang văn ấy sẽ là những dấu ấn của đời tôi. Các bạn nhỏ của chị ơi, chị tin và cũng hy vọng là các bạn sẽ có thể viết được những cái bài văn thật là hay cho riêng mình. Các em biết không, những việc mà các em đang làm, những bài văn mà các em đang viết mang thật là nhiều ý nghĩa. Và với thước văn tuyển tập 40 bài văn mẫu sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình Trung học phổ thông lớp 10, sẽ giúp các em chinh phục được 8 cộng môn ngữ văn đấy. Và hiện tại thì Học Văn Chị Hiên đã mở bán trên tất cả các kênh truyền thông với giá 159.000 đồng. Nếu như các bạn nhanh tay đăng ký sẽ được hưởng ưu đãi, và chắc chắn rồi các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc bookmark xinh như thế này. Và phần link đăng ký chị đã đặt ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các em trong những video lần sau nhé. Bye bye!